Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Bảy năm chinh chiến phải tu mau, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Mèo kêu giết tới thảm lệ sầu. Chiến tranh bùng nổ còn gì đâu. Màu tầm chân lý theo đường Phật, đốn ngã hồi quy động liền thâu. Thìn lình rồng lượn tánh cuồng si, giác chân phá chấp lóng tử bi. Thấy tánh sửa liền tâm tỉnh ngộ, tu hành ẩn nhẫn đặng quy y. Tị hiềm người đạo phải tránh xa, rắn độc trong tâm khổ lắm đà. Màu màu biết được mà xa lánh, vô sự tâm không khỏi trầm kha. Ngọ thời tịnh mã đáo thành công, buộc chặt dây cương hết não nồng, tâm viên ý mã đâu còn nữa. Thoát cảnh tình trần ngộ được không? Mùi thơm tình ái chớ lê thê, để tâm yên lặng đắc bồ đề. Qua cầu tịnh độ lòng tự tại, cư trần bất nhiễm phá tình mê thân tâm an lạc do tu hành quán xét nội tâm chẳng lợi danh tẩy trần dục vọng tâm khai khiếu phi lai xuất tục tánh hòa thanh dậu phật ra đời lý diệu huyền gà gáy tỉnh lòng tránh căn nguyên hồn phách tương phùng linh quang sáng trí huệ khai thông phục tiên thiên bảy năm chinh chiến cuộc bể dâu sám hối ăn năn dáng tu cầu chúng sanh tỉnh ngộ hu on linh thể di lạc tuyên ngôn dựng nam lầu Kali, ngày 30 tháng 12 năm 2023, Huyền Thông. Mèo kêu giết tới IB. Tới gà về ổ dân thì bình an. Sám rằng người đời quyền 10, sư vái bán khoai viết năm 1901. Lời bình, câu sấm mèo kêu giết tới IB, thuật ngữ mèo kêu ám chỉ năm Quý Mão 2023, chiến tranh Trung Đông bùng nổ khốc liệt cụm từ giết tới ai bị ám chỉ mặt trận trung đông tàn phá dã man, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết hái hùng, đói khát tràn lan, đưa đến tận thế. Cuộc sàng lọc khử trực lưu thanh hiền còn giữ mất mảy lông không lọt chết bảy còn ba. và câu sấm tới gà về ổ dân thì bình an, cụm từ tới gà về ổ ám chỉ năm kỳ dậu hai nghìn hai mươi chín phật di lạc ra đời tại thánh địa nam. việt nam cứu thế an dân lên Thượng ngươn Thánh Đức. Sydney, ngày 31 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Chừng nào dứt giặc bảy năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng, thiếu chi kẻ dọn người bưng. Chừng ông về tới mặc dưng chẳng còn, cả kêu bớ chú cõng con. Cha về tới rạch tàu mòn giá tiêu, đói ăn rau muống rong rêu. Chừng ông về tới dựng nêu cấm cờ tứ thánh tam hoàng thơ. Lời bình, câu sấm. Chừng nào dứt giặc bảy năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Cùng từ giặc bảy năm ám chỉ thế chiến ba khởi từ Trung Đông vào năm con mèo, quý máu 2023 khi chiến binh Hồi giáo Hamas tấn công Israel. Binh lửa kéo dài qua các năm rồng giáp thìn 2024 và năm rắn ất tỵ 2025, khắp vùng Trung Đông tràn ngập trong biển lửa thành phố sụp đổ tan hoang, người chết vô số, kỷ nghệ dầu khí phá sản, kinh tế suy thoái, vật giá leo thang, đói khát khắp nơi. Đừng khoe lớn cột cao tường. Bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo, ngồi trên đỉnh núi treo leo. Thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông, xung vầy một hội rất đông. Cuồng phong thổi tới gẫm không còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi. Quân thần phụ tử siết chi ưu phiền rồng bay sao xuyến nào yên. Rắn bỏ rắp dưới đảo điên Dương Trần, sám giảng người đời quyển 11, sư vãi bán khoai viết năm 1901. Như vậy, chiến tranh Trung Đông kéo dài trong 3 năm mẹo thìn tị 2023 trừ 2024 trừ 2025. Trong chuyện bên thầy, Đức Huỳnh giáo chủ cho biết như sau. Ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông, trích lời Đức Huỳnh Giáo Chủ. Khi chiến tranh Trung Đông tạm ngưng, sẽ đến vùng Á Đông. Chiến tranh Á Đông kéo dài bao lâu mới chấm dứt. Buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo. Khói mịt mù văng sát đầy đường. Cuộc đời này như ngựa buông cương, khó dừng lại vó cu lục bục. Mặt nước biển lô nhô lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Nàng thơ cẩm tú, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết 1940. Lời bình, cụm từ vó cu là vó ngựa, cụm từ ngựa buông cương, vó cu lục bục ám chỉ năm bính ngọ 2026, trận chiến biển Đông Thái Bình Dương bùng nổ dữ dội. Chữ chim ám chỉ máy bay chiến đấu, hỏa Tiễn đầu đạn nguyên tử, chữ cá ám chỉ tàu ngầm hạm đội trong trận biển Đông ngồi buồn nói chuyện bông lông. Khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Trận chiến Á Đông bùng nổ từ năm Bính Ngọ 2026 đến năm Gà Kỷ Dậu 2029 mới chấm dứt, chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Vậy Thế chiến ba khởi ở Trung Đông từ năm Mèo 2023 kéo dài qua năm rồng rắn 2024 đến 2025, sau đó binh lửa chuyển sang Á Đông từ năm Ngọ 2026 đến năm Kỷ Dậu 2029 mới chấm dứt. Tổng cộng là chiến tranh 7 năm, đúng như Đức Tứ Thánh Tiên Tri. Chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng, thiếu chi kẻ dọn người bưng chừng ông về tới mặc dưng chẳng còn, cả kêu bớ chú cõng con. Cha về tới rạch tàu mòn giá tiêu, đói ăn rau muống rong rêu. Chừng ông về tới dựng nêu cấm cờ. Năm kỷ dậu 2029, Di Lạc Phật Vương ra đời tại Thánh Địa Nam Việt Nam, hòa bình vĩnh cửu, người dân sống thời thượng Ngươn Thánh Đức Bồng Lai tại Trần. Chiến tranh Trung Đông 3 năm, chiến tranh Biển Đông 4 năm. Sydney ngày 31 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.